Đấy, xin chào các bạn Các bạn thấy tiêu đề này, này có được không? Làm sao để tăng thêm 20 đến 30 điểm nghe Nghe đến đây thì chắc là nhiều bạn nói rằng tại hơi còn hơn một tuần nữa Làm sao mà nghe thêm tăng được thêm 20 30 điểm Thầy lại chém gió rồi Không, hôm nay không chém gió nhá Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các bạn Những kiến thức mà chúng ta có thể đạt được Tăng điểm số này đúng không? Trước khi vào uh, bài học cụ thể Thì thầy nói qua một chút về câu chuyện như thế này Đây chứ nào, các bạn nhìn thấy màn hình đây Thực ra thầy mới lái xe ô tô à, mới biết lái xe ô tô và khi mà mới biết lái xe ô tô thì ra ngoài đường rất là sợ à, mình học ở trên kiến thức rồi trong sách vở rồi đúng không Thi à, thì cần rất là cẩn thận rồi nhưng mà khi mà lái xe ra thực tế á, thì rất là sợ bởi vì sao bởi vì đi ra ngoài đường á những kiến thức mình học á, mình bắt đầu mình quên quên đi nhưng mà gì nhỉ có rất là nhiều biển hiệu quá thứ ừ, ngày hôm nay đi đến chỗ này á à, cái biển hiệu này là cái gì á à, cái biển hiệu kia là cái gì ấy nhỉ ừ, đấy, ban đầu rất là sợ như thế Ừ. thế nhưng mà thì trong một quãng thời gian một hai tháng lái xe thì mình thấy là ơ, cái biển hiệu này chỗ này cũng có cái biển hiệu kia uh, cái biển kia chỗ này cũng có ừ. Ừ. mình đi đi là đi xung quanh thành phố một vòng như thế này cứ ngày nào cũng đi đi, đi quay quanh như thế rồi đến lúc mình đi đến chỗ xa đi đến xa đi xa xa, xa tiếp gồ nhưng mà gì nhỉ? vẫn thấy nó giống như thế đấy thì gì nhỉ mình đi nhiều thì mình sẽ biết phải chưa và mình thấy là này à hóa ra nó giống nhau nó chỉ có một cái luật lệ chung đúng không không có gì riêng biệt cả Khung cảnh nó thay đổi Đấy, Nhưng mà luật lệ nó vẫn còn như thế Nó vẫn giữ nguyên như thế không thay đổi Đúng không? Chỉ có hơi khác một chút một tí tẹo thôi Chủ yếu là khung cảnh nó thay đổi thôi Thì cái bài, bài cho gai của chúng ta cũng tương tự như vậy các bạn nhá ừ. Nên là chúng ta cần phải học cái luật lệ trong nghe cho gai Để cho nào các bạn nhớ nhá Đấy. Và chúng ta phải nghe thật nhiều Tương tự là đi ô tô thật là nhiều thì mới biết Và nghe thật nhiều thì mới hiểu Để cho nào Rồi ta học luật lệ rồi thì chúng ta cứ nghe đi nghe lại thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ nhớ được chưa nhớ những cái luật lệ đó và hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu luật lệ như vậy. Hay. Hôm nay thì mình mình sẽ hướng dẫn các bạn luật lệ của ba môn đài là môn đài một môn đài hai môn đài ba cả là ba và là hai thường nó sẽ giống nhau như thế nhá Ok chúng ta bước vào môn đài số một. Môn đài số 1 thì các câu hỏi thì thường sẽ là cố đây cả là ka? hay là ima kara nani o shimasuka,まず nani o shinakereba narimashen Đấy nào Rồi, thì các bạn nhớ, nhớ cho mình đây là những câu có như thế này nhưng mà đứng trước nó các bạn phải tưởng tượng nó là gì nhỉ? người đàn ông hay là người đàn bà sẽ như thế nhớ chưa. Ừ, phần rõ hai bài ra. người đàn ông hay là người đàn bà hoặc là người học sinh hay là giáo viên gì đó. thế nào. vậy thì, trong câu, trong câu gì nhỉ. trong câu đáp án của ta sẽ có bốn đáp án. a, b, c, d được chưa? Có bốn đáp án A, B, C, D và mấu chốt để nghe những câu này thì các bạn nhìn như này. Ừ. Chúng ta cứ nghe đến đoạn Ma dự, được chưa nào? Hay là Sai sổ so nĩ, đó. Hay là hajime ni đều là bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái này, đó. Hay là Sakini làm trước đi, Sakini Hay là Ima làm ngay lập tức, Isoi đế, ừ. Isoi de, tức là phải làm ngay, được chưa? nghe trong bài đấy có những câu như thế ta, à đây là đáp án rồi chính xác rồi đây chứ nào và các bạn nhớ khi mà nghe có đáp án a b c d này thì thường người ta sẽ nói từ a xong đến b xong c xong đến d đây chứ nào đấy người ta cứ nói trình tự đấy và chúng ta sẽ loại bỏ thôi đây chứ nào hay là cái này để làm sau cái a để làm sau thì người ta sẽ nói là a tuổi đấy e và a đấy y đây nào hay là sai gồm đi đấy thì cái này làm sau thì chúng ta gạch bỏ làm sau không phải làm ngay bây giờ đúng không nào hay là gì nhỉ? Ừ. Tôi là sẽ làm cái này, đúng không? Hai cậu làm cái kia trước đi Đấy nhớ cái từ yatokukara này có nghĩa là gì nhỉ người nói đang nói là tớ sẽ làm cái đấy được chưa Hai còn mày làm cái kia đi sắc đi nhá thế được chưa nào hay là gì nhỉ eo yatte kara bio yatte ne đúng không đây theo trình tự mày làm a trước thì xong mới làm b nhé Đấy, ok Thì mình nghe được những câu đơn giản như thế này đúng không? Ừ. Nhưng mà trong bài nghe nó không phải là cũng đơn giản Tất tần tật như thế này đâu Thỉnh thoảng nó có lừa nó nói À làm trước A đi nhá Ok, mình làm A đi Tuy nhiên Đấy Hay Có thêm một câu nữa là gì nhỉ? Yappari Đấy Yappari quả nhiên là Yappari Eoyat Saki ni yata ho ga Đúng không? Yappari Watashi ga eoyaru kara Anata wa bi yatte de Đấy chứ nào? Đấy, à, nên là rất là quan trọng Ngoài ra có một từ quan trọng nữa đó là từ yori Dịch sang tiếng Việt là Việc quan trọng hơn, việc quan trọng hơn Đây chứ nào, chẳng hạn như này Soreyori bi no ho ga daiji nan zanai Soreyori bi no ho ga tai setsu chứ nào Đấy, thế vậy thì đáp án nó làm sau cái yori này Đây chứ nào Và nhưng mà chưa chắc 100% hoàn toàn Nhưng mà nếu người nghe mà đồng ý á so desu ne. so 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 nếu mà người nghe đồng ý như thế á thì Đi là điều quan trọng hơn được chưa điều quan trọng hơn là điều phải làm trước ok chưa hay, vậy là uh, so này và yappari này đúng không nó rất là quan trọng trong rất là nhiều tình huống kể cả trong môn đài số 1 môn đài số 2 này, là môn đài số 3 các bạn nhé một dạng nữa trong môn đài số 1 đó là gì nhỉ uh, bây giờ sẽ phải trả bao nhiêu tiền ima ikura harai masu ka được chưa nào? Hay là gì ạ? À? Doko de aimasu ka? Doko de mimasu ka? Hay là gì à? Itsu ikimasu ka? Khi nào thì đi? Đúng không? Nên chúng ta sẽ có những nghi vấn từ nữa. À? Ikura này, doko de itsu này. Được chưa nào? Đấy. Ok. Vậy là môn này số 1 nó sẽ là như vậy nhá. Ok. Chúng ta chuyển sang môn này số 2. Môn này số 2 của chúng ta. Thì có những câu hỏi như thế này. Ừ. Doshite. Tại sao người con trai lại lựa chọn cái này chẳng hạn? Hay là gì? Doyate đúng không? Làm thế nào để đi đến đó? Do ya te như thế nào? Hay là gì? Cô sai gọi như thế cô sai. Eh, Kyo no hiru go đúng không? Hỏi cơm trưa ngày hôm nay thì sẽ như thế nào? Đúng không? Cơm trưa cơm trưa ngày hôm nay sẽ như thế nào? Hay là nan nan ni nan ni no tame ni do ste mas ka các bạn đừng có nghe nhầm cái từ do ste này nhá. Ok cái này do ste mas ka người ấy đã đã làm như thế nào? Đã và đang làm như thế nào? để cái gì đó đúng không? Để phòng tránh cái gì đó chẳng hạn. Được chưa nào? Doste masuka. Còn doste là khác. Doste masuka. Nhớ. Hay tiếp theo này. Nan datta to itte masuka. Anh ấy đã nói là gì nhỉ? Mà nói cái gì đó là gì nhỉ? Được chưa? Cái này tùy vào từng câu nhá. Nội dung cụ thể sẽ ở từng trước. Được chưa nào? Hay nani wo suru koto ni shimashita ka? Đúng không? là lựa chọn làm công việc gì hay là lựa chọn làm cái gì đó, đúng không? Donna koto shinpai shite masu ka? Đúng không? 1 mục đích là là gì? Ai? Toan nani shite? yatte? ,どう shimasu ka? Nani ni shimasu ka? Ừ. Trong cái bài này này có một vài câu quan trọng như này từ vựng quan trọng này các bạn nhớ cho mình nhé Đó là やっぱり. Wow. Vừa hôm nay một thầy đã nhắc rồi. やっぱり. Thứ hai đó là ừ, um, Rồi anh biết rồi anh hiểu rồi. Hai. Thì là trước đó người ta nói một cái gì đó xong bắt đầu người, người kia đồng ý Người con gái họ thôi đi đi anh. Ừm, um, わかった. Đấy, thôi được rồi Thì đứng trước nó mới là nội dung quan trọng Là làm ăn chúng ta, được chưa? Hay, hay là Nishio Nhớ cái mẫu này nhá Nishio Kiểu à, ví dụ đi ăn cơm chẳng hạn đúng không? Thôi hôm nay chọn quán ăn nhật đi Kiểu wasoku nishio đúng không? Hay là kiểu kare nishio à, Ramen nishio đúng không? Hay là chúng ta chuyển sang dạng lịch sự là ni đúng không? ừ. Hay là gì à, khi mà người ta khẳng định cái gì đó Nishimashita Kiểu là nani nani nishimashita Hay là gì? đang đang làm cái công việc đó rồi thì ngài yo ni stay, mas nói, yo ni, stay, mas chưa ừ. hay là khi mà nói về một cái lý do gì đó bởi vì hôm nay có cái gì đó đúng không tại sao người đàn ông hôm nay không về nhà sớm chẳng hạn gọi điện về đúng không có đây cả là cay gì cả được cả là đấy thì cái cả là rất là quan trọng có đây cả là cái gì cả được cả là bởi vì bây giờ có cuộc họp nên là anh không về được sớm đâu được chưa xong một loạt cái nội dung sau nó chỉ lừa thôi chốt nhất chốt câu uh, quan trọng nhất nữa là gì? à, bởi vì bây giờ có cuộc họp ừ, cuộc họp nên là không về được sớm ok nhớ nhá hay là gì nhỉ? khi mà nói về những mục đích đúng không rồi thường thì người ta sẽ phân phân ra kiểu là lừa mình đúng không rồi, có a, a, b c d này bắt đầu nói về mục đích số a này nhưng mà gì nhỉ cái mục đích a là mục đích từ ngày xưa rồi mai quá trước đây thì như thế này mai quá mai quá mai quá nhớ nhá mai quá xong này ý mà quá bây giờ mới là quan trọng này. Im này này này. Ok. Nhớ cho thầy chị mai và bạn im vào nhá. Ok. im vào. Eh, mai Ok. Đấy, vậy là xong môn đại số 2. Môn đại số 2 nó có những nội dung như thế này các bạn nhớ nhá. Ok. Chúng ta chuyển sang môn đại số 3. Môn đại số 3 là môn đại không tranh không chữ gì cả, đúng không? Chỉ có nghe và nghe đáp án thôi. Được chưa nào? Hay và trong môn đại số 3 này nó có một cái khuynh hướng nữa là gì ạ? nói về tổng quan tổng quan nội dung của cái bài đó nên là sẽ có câu hỏi nhé nani nitsuite hanaste maska đang nói về cái vấn đề gì đấy, đấy là cái thứ nhất đấy chưa nào môn đây số 2 là gì đây ý tay cô tổ nan ka? những bài thi gần đây thì nó chỉ có dạng 1 và dạng 2 thôi các bạn ạ à, ngày xưa thì có cả dạng 3 nữa nhưng mà dạng 3 thì thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện nên các bạn cũng để ý cho mình dạng ba đó là này nani oshiniki ka? người con gái đến để 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 làm gì đấy đúng không? Đấy. 女の人は何をしに来ましたか? Đúng không? Có ừ. câu một là câu số 2 là gì? Người ấy muốn nói cái điều gì? Người đàn ông ấy muốn nói cái điều gì? Người đàn bà ấy muốn nói cái điều gì? Đấy. Thì cũng là đến nhờ vào cái gì đó chẳng hạn đúng không? Ừ. thì nó cũng giống tương tự với lại là gì ạ? Anh ấy đến để làm gì? Đúng không? Đến để nhờ vào cái gì? Itai koto Cũng gần gần giống nhau. Một, có hai và có ba cũng gần giống nhau nhé Ok. hãy À, nhưng mà à, vậy thì câu một thì các bạn để ý cho thầy những cái từ vựng sau đây bởi vì nói về cái gì đó thường sẽ nói về lý do này hay là phương pháp này hay là những đặc tính này đúng không hay là những mục đích này thì các bạn nhớ cho thầy những từ vựng ở trên này nhé hãy điều là lý do đúng không hô hô là phương pháp thì chưa nào thục cho thục cho là những cái đặc tính đặc biệt gì đó thì chưa nào hay là mục tiêu mục đích siêu càng đúng không siêu càng là thói quen hay là yo sự bộ dạng tình trạng nó tình trạng bộ dạng như thế nào đấy, hay là tư tự là luật lệ chú là chú ý như thế nào hay là hay siêu lợi siêu là chủng loại được chưa lịch sử tiếp theo lịch sử là lịch sử cô cả đúng không? cô cả là hiệu quả ý kiến ý kiến erabi các là cách lựa chọn đấy 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 là gì nhỉ một vài cái từ vựng làm gì nhỉ là làm cái gợi ý thôi đúng không ngoài ra nó rất là đa dạng nên là chủ yếu các bạn thì nhớ nhớ cho thầy như thế này còn cái nội dung thì cứ nghe nhiều là sẽ quen mọi người ạ nội dung nghe như kiểu thầy nói ban đầu tiên rồi, đúng đầu tiên rồi, đúng đầu tiên rồi đấy đúng không ạ ban đầu chúng ta mới bước ra ngoài đường chẳng hạn phóng xe ầm um, ầm um, um, này nhưng mà có nhiều cái nó không biết đúng không ạ? nhưng mà chúng ta cứ đi nhiều nơi kìa đi nhiều nơi thì cuối cùng nó vẫn có chung một cái luật lệ như thế này nghe cũng thế đúng không cứ nghe nhiều kể cả nghe bài môn đây một môn đây hai thì nói như thế nhưng mà trong môn đây ba thì nói chung là nó sẽ có một cái quy luật chung trong cái bài nói thế à nó đang nói về cái này nó cũng giống nhau thôi mà không có gì để thế nào hay còn cái môn đây số 2, môn đây số 3, y tay có đồ đúng không y tay có đồ nào là... biết có ai muốn đến nhờ một cái gì đó chẳng hạn đúng không thì người ta sẽ nhờ người ta sửa những mẫu câu stehoshi <laughs> đúng không hay là onigai được cả đúng không khi nhờ ai đó sẽ nói câu này vete này đúng không yatte yatte morai kana hay là gì Ok, đấy. Ừ. Không có cái bí quyết gì mọi người nhá. Ok, chỉ là gì? Nhá? Nội dung, nội dung trong bài học rất là quan trọng. Hai, các bạn nhớ cho thầy. Để thế nào? Hai, phải học thôi, phải học cái luật lệ này để mà chúng ta đúng không? Vững tin đúng không? Để chúng ta gì cảm thấy yên tâm hơn khi mà lái xe ra ngoài đường, khi mà chúng ta nghe cho cái hay là nói kiểu thanh niên một chút đúng không? Này, khi mà giỏi rồi thì nhạc nào cũng nhảy. Ok, bye bye. Các bạn biết gì chưa? Dũng Mua đi hiện nay đã mở đăng ký cho khóa VIP 500, khóa học duy nhất để dành cho kỳ thi tháng 12 năm nay. Và các bạn còn chân gì nữa mà không nhắn đi với chúng mình.